Destiny Nguyễn xin kính chào quý vị. Nhân dịp chuyến công tác về Úc Châu cho lễ tưởng niệm của cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, chúng tôi có dịp gặp ông Võ Đại Tôn và có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với ông tại SBTN Úc Châu. Xin kính chào ông Võ Đại Tôn. Dạ thưa, trước hết là tôi là Võ Đại Tôn. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài SBTN và xin thân mến chào cô Destiny từ Hoa Kỳ qua. Dạ, Destiny được biết là ông và cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng có một thâm tình từ rất là lâu. Vậy thì cái tuổi tác nó chênh lệch như vậy, xin ông cho biết là cái thâm tình đó như thế nào và cho đến bây giờ mọi người vẫn còn nhắc nhở cái chuyện đó. Dạ thưa cô, hôm nay chúng ta ngồi gặp nhau ở đây để tưởng niệm 2 năm Việt Dzũng đã qua đi. Thì đối với tôi trong cái cuộc đời, khi thâm tình đối với nhau trên cái nghĩa anh em chiến hữu, cùng chung một cái tâm nguyện đấu tranh cho Tổ quốc, hoặc là trong thân tình anh em với nhau, thì không còn cái biên giới của tuổi tác nữa. Thì vì tôi có nhớ một cái câu thơ của cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương, là người nổi tiếng trong văn đàn Việt Nam của chúng ta. Ông ta có viết hai câu thơ như thế này: tuổi đá, tuổi vàng, hai tuổi ngọc, thương nhau ai đếm tuổi bao giờ. Cho nên đối với tôi và Việt Dzũng là hai anh em kết nghĩa với nhau, mặc dầu tuổi tác có chênh lệch. Tôi vẫn còn nhớ năm 1980, trước khi tôi trở về quê hương Việt Nam để tham gia công cuộc kháng chiến phục quốc, thì tôi có qua lại Hoa Kỳ để tham dự một cái buổi đại hội văn hóa đầu tiên tại hải ngoại. Thì sau những ngày làm việc trình bày về những cái đề tài văn hóa và những cái di sản của dân tộc, thì ban tổ chức có sắp xếp tôi ngủ chung với Việt Dzũng trong một căn phòng. Thì có một cái điều không bao giờ tôi quên được là anh em thức trắng đêm để tâm tình với nhau về cái tình từ quê hương, về cái đời sống văn nghệ giang hồ. Rồi tình cờ tôi nhìn xuống thì tôi thấy Việt Dzũng vừa liêm diêm vừa nói chuyện với tôi mà vừa gác cái nàng gỗ lên trên con người của tôi. Thì tôi mới nói trời ơi, em làm như vậy anh nghẹt thở hay sao? Nói anh nghẹt thở cũng kệ anh. Anh em mình ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm. Rồi từ đó chúng tôi kết nghĩa với nhau thành anh em. Và cái thâm tình đó cho đến ngày Việt Dzũng ra đi, tôi có viết một cái bài để tiễn đưa Việt Dzũng, là Việt Dzũng là một người nghệ sĩ đấu tranh không có tàn tật về tâm hồn. Tại vì tôi quan niệm rằng có nhiều người tôi đã gặp, thân xác người ta rất là tốt đẹp, không có một cái vết thương nào cả, nhưng tâm hồn của họ sau bao nhiêu năm mất nước, họ đã quên đi cái cội nguồn của dân tộc. Và tôi cho đó là cái tâm hồn bệnh hoạn. Trái lại một cái người nghệ sĩ tàn tật như Việt Dzũng, nhưng tâm hồn không bao giờ tàn tật cả. Và tôi có viết cái bài nghệ sĩ đấu tranh không tàn tật tâm hồn là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, để tiễn đưa Việt Dzũng ra đi. Đó là cái thâm tình anh em kết nghĩa với nhau giữa tôi và Việt Dzũng. Khi có cái đặc điểm nổi bật nào trong cái công cuộc đấu tranh của anh Việt Dzũng mà ông có để lại cho ông những cái kỷ niệm sâu sắc nhất hay không? Thưa cô, sáng hôm nay khi được tin anh em ở bên Hoa Kỳ qua để tham dự cái ngày văn nghệ gọi là thương phế binh và tưởng niệm 2 năm ra đi của Việt Dzũng, thì tôi ngồi tôi nhìn coi lại một cái cuốn băng DVD mà khi tôi ở tù về từ năm 1992, thì gia đình tôi có đưa cho tôi xem một cuốn DVD đã thu hình tại My Square Park ở Nam California vào năm 1982. Tất nhiên lúc bây giờ tôi còn đang ở tù. Thì tôi thấy trên sân khấu giữa một cái khung trời tại cái công viên My Square Park của Nam California có anh Hùng Cường, có nhạc sĩ Phạm Duy, có Việt Dzũng. Và Việt Dzũng đã cầm micro nói rằng Hôm nay tôi không ngờ rằng người anh của tôi là Võ Đại Tôn đang nằm trong lao tù. Và tôi gửi cái tiếng hát này vượt không gian để gửi về cho anh trong lao tù, để thưa với anh rằng cho dù em có lết đi, em có bò đi, em cũng sẽ trở về quê hương. Và nếu như em không còn sống nữa thì em cũng gửi cái linh hồn của em trở về lại tổ quốc. Hôm nay, sáng nay tôi ngồi tôi coi lại cái cuốn băng DVD đó và thú thật với cô, tôi đã ứa nước mắt. Vì đó như là một cái lời vang vọng còn ở trong cái tâm hồn của tôi, với cái tình nghĩa anh em, từ chiến đấu cho đến văn học nghệ thuật, cho đến cái tình gọi là chiến hữu với nhau, không bao giờ quên được. Và chính những cái tình đó giúp cho chúng ta tiếp tục đứng dậy, tiếp tục cái hành trình còn lại trong cuộc đời. Một người anh em đã ra đi, tôi vẫn còn ngồi ở đây, rồi ngày mai tôi cũng sẽ ra đi. Nhưng mà cái tình đối với nhau xin giữ, đừng có bao giờ bị tàn tật. Thật là quý quá khi bác vẫn còn cái DVD đó của anh Việt Dzũng. Và Destiny được biết là gần đây nhất là ông có một cái giải thưởng quốc tế về việc có cái tên là Sống Vì Người Khác. Vậy thì ông có thể cho quý khán thính giả của đài SBTN biết thêm về cái giải thưởng đó hay không? Dạ thưa cô Destiny, khi chúng ta tặng hiến cái cuộc đời của chúng ta cho Tổ quốc, từ trong quân đội cũng như là trong đời sống lưu vong 40 năm qua, và luôn cả những đời sống trong lao tù khắc nghiệt của Cộng sản, thì chúng ta chỉ có mong ước có 3 điều theo như quan niệm riêng của cá nhân tôi. Điểm thứ nhất là làm thế nào để sống mà Tổ quốc không có khinh bỉ chúng ta, không có đào thải chúng ta. Điểm thứ hai là dân tộc không có xa lìa chúng ta. Và điểm thứ ba, lương tâm không sỉ nhục chúng ta. Còn vấn đề khen ngợi, vấn đề ca tụng, vấn đề giải thưởng, chỉ đó là bên lề để khích lệ tinh thần của chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, chứ không phải chúng ta tặng hiến cuộc đời đấu tranh để mong được một cái giải thưởng nào. Đó là quan niệm cá nhân của tôi. Thì thưa cô, mỗi một năm vào ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 thì các nơi có những cái giải thưởng về quốc tế nhân quyền. Thì có một cái hiệp hội, đúng ra là một cái liên hội hòa bình về toàn cầu, một cái chi nhánh ở tại Úc, và người ta có cái văn phòng của 124 quốc gia trên thế giới này. Nó thuộc về Liên Hiệp Quốc. Thì người ta đã nghiên cứu và người ta trao cho tôi một cái giải thưởng cùng với 5 người khác nữa, về cái giải thưởng gọi là Sống Cho Người Khác. Tất nhiên cái cuộc đời của mình tặng hiến cho những người khổ nạn hơn mình, bị kìm kẹp, bị đàn áp hơn mình. Và cái giải thưởng đã được trao vào ngày mùng 7 tháng 12 tại Sydney. Thì tôi không muốn nói nhiều về cái giải thưởng đó, nhưng trong đó có những nhân vật mà đã được trao giải cùng với tôi. Ví dụ như một vị linh mục người Úc, suốt cả đời của ông ta thì tần tụy sống chung với những người tuổi trẻ bụi đời ở ngoài đường phố, để lo giáo dục và lo giúp đỡ đời sống, để trở thành một người lương thiện và một người hữu ích cho xã hội. Có một bà tiến sĩ giáo sư đại học ở tại Úc đã bỏ tất cả cái nghề nghiệp giáo sư của mình đi về Việt Nam, nuôi con mồ côi 8 năm trời. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì bị người Cộng sản trục xuất ra khỏi nước Việt Nam. Bà ta đã khóc và nói rằng tôi từ giã Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Rồi bây giờ bà ta suốt cả đời, năm nay đã hơn 75 tuổi, đã qua Phi Châu để tiếp tục công tác gọi là nuôi trẻ mồ côi Phi Châu. Thì đó là những cái người đã cùng đứng với tôi để nhận cái giải thưởng Sống Vì Kẻ Khác. Cá nhân tôi cảm thấy rằng tôi chưa làm được cái việc gì để nhận cái giải thưởng đó, nhưng người ta trao cho tôi thì tôi xin cảm tạ, như là một cái khích lệ tinh thần tiếp tục con đường còn lại cho đến ngày tôi nhắm mắt ra đi.